Thường thường chúng ta nói tới quá trình niệm định và tuệ, nghĩa là khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ đi tới định, tức là chỉ. Và khi mà chúng ta có chỉ rồi thì thế nào chúng ta cũng đi tới quán, tức là tuệ. Niệm, định và tuệ, do niệm mà có định, do định mà có tuệ. Nhưng mà đó cũng chỉ là một cách nói thôi. Tại vì nếu mà niệm nó sinh ra tuệ thì tuệ nó cũng sinh ra định. Định và tuệ nó tương thành, nó tương tức. Thành ra chúng ta đừng bị kẹt vào cái danh từ là định nó sinh ra tuệ. Tại vì sự thật là tuệ nó cũng sinh ra định. Càng có nhiều tuệ thì ta càng có định, và càng có nhiều định thì ta càng có tuệ. Và điều này cũng đúng với giới hay là với niệm. Nếu mà chúng ta có định nhiều và tuệ nhiều thì niệm của chúng ta cũng sẽ vững mạnh hơn. Cho nên niệm là một nhân nhưng mà đồng thời là một quả. Chúng ta phải tập để thấy cái điều này và đừng bị kẹt vào danh từ. Chúng ta vẽ một vòng tròn và chúng ta nói cái này là niệm mindfulness. Rồi chúng ta nói niệm nó sinh ra ra định concentration. Rồi chúng ta nói định nó sinh ra tuệ là insight. Rồi cái gì nữa? Niệm sinh ra định, định sinh ra tuệ. Và chúng ta phải nói tiếp là tuệ nó làm cho niệm lớn lên. Cái niệm lực của chúng ta nó hùng hậu, cái năng lượng về chánh niệm của chúng ta nó hùng hậu lên là nhờ chúng ta có tuệ giác. Đức Thế Tôn là một người có tuệ giác lớn, cho nên Ngài sống được trong chánh niệm 24 giờ đồng hồ một ngày, rất vững chãi, rất thảnh thơi. Mà vì Ngài sống được 24 giờ trong một ngày trong chánh niệm, cho nên cái tuệ của Ngài nó được vững chãi, nó được nuôi dưỡng 24 giờ một ngày. Vì vậy cho nên nếu tuệ sinh ra niệm thì niệm sinh ra tuệ. Nếu niệm sinh ra định thì định cũng sinh ra niệm. Nếu định sinh ra tuệ thì tuệ cũng sinh ra định. Chúng ta phải vẽ như vậy mới được. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong niệm nó có định, trong niệm nó có tuệ. Trong định nó có niệm, trong định nó có tuệ, trong tuệ nó có niệm, trong tuệ nó có định. Và chúng ta thấy rằng niệm định tuệ là tương tức và tương nhập. Thì chỉ khi nào chúng ta thấy cái đó thì chúng ta mới thực sự hiểu được thế nào là niệm, thế nào là định, thế nào là tuệ. Tại vì trong niệm đã có chứa sẵn hạt giống của định và tuệ, và trong định trong tuệ cũng có chứa sẵn cái năng lượng của hai cái kia. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ là khi chúng ta ngồi thiền,
Chúng ta ngồi thiền để làm cái gì? Tại sao phải ngồi thiền? Tại sao ông thầy tu phải ngồi thiền một ngày nhiều lần và ngồi yên bất động như vậy? Có mục đích gì? Thì ví dụ có một người trẻ tới hỏi các sư cô, sư chú, nói tại sao các sư cô, sư chú ngồi gì mà ngồi nhiều lần trong một ngày, ngồi thiền để làm cái gì? Thì mình phải trả lời như thế nào cho nó đúng? Mục đích của thiền tọa là gì? Cố nhiên là muốn trả lời thì phải nhìn vào trong tâm của người hỏi thì mới tìm ra được câu trả lời. Chứ không phải là mình theo cái thấy của mình không mà mình trả lời được. Phải nhìn vào tâm của người hỏi. Ngày xưa có một cái ông thầy, ông ngồi thiền quá trời quá đất. Thế rảnh một cái, không có công việc gì thì là ngồi xuống để ngồi thiền. Thì có một ông thầy khác hỏi, ngồi thiền làm gì vậy? Ông thầy nói, ngồi thiền để thành Phật. À, như vậy là câu trả lời, ngồi thiền là để thành Phật. Thì ông thầy kia, ông nghe như vậy, ông mới cúi xuống lượm một viên ngói bể. Ông ngồi, ông mài viên ngói bể. Đâu này, ông mài ngói bể làm gì vậy? Thì ông thầy kia nói, mài ngói bể để làm thành một cái tấm gương soi. Tôi mài cái tấm ngói bể này để tôi làm một cái tấm gương để tôi soi. Nên kỳ, làm sao một tấm ngói bể mà mài mà thành ra một cái tấm gương soi được? Thì ông thầy này mới ngẩng lên những cười, vậy thì làm sao mà ngồi thiền mà thành Phật được? Đó là câu chuyện thiền mà ai cũng biết hết. Thành ra ngồi thiền mong cho được thành Phật á, thì cũng giống như là mài một tấm ngói để mong biến thành một cái tấm gương để soi. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện mà lượm lên một miếng ngói để mà mài, để mài là câu trả lời của ông thầy này. Ngồi thiền với cái chú tâm là muốn trở thành một cái gì, thì đó không phải là chính thống. Tại vì trong khi ngồi thiền như vậy, mình có sự mong cầu. Mà có sự mong cầu thì nó đi ngược lại với một trong ba căn cơ giải thoát là vô nguyện, non-expectation. Tôi ngồi thiền, tôi không mong cầu gì hết, dầu là mong cầu thành Phật. Cái đó gọi là vô nguyện. Cũng vì vậy cho nên là trong thiền phái Tào Đồng, Soto Zen, nó có một cái câu là Shikantaza, đó là tiếng Nhật Bản. Shikantaza tiếng Nhật Bản và đọc tiếng Hán Việt là chỉ quảng đã tỏa. Chỉ quảng đã tỏa. Tỏa là ngồi. Chỉ quảng đã tỏa là chỉ cần ngồi thôi. To simply sit. Mở vòng đơn without any expectation. Simply sit. Chỉ nên ngồi thôi và đừng có mong cầu gì hết. Đó là cái nguyên tắc của thiền Tào Đồng. Là trong khi ngồi, chỉ ngồi thôi, đừng có mong cầu cái gì hết. Đừng có mong cầu thành cái gì hết. Là chỉ quán đa tả. Just sit. Chúng ta có làm được chuyện này hay không? Nếu mà ngồi để mà chỉ để mà ngồi thì ngồi để làm cái gì? Chúng ta thế nào cũng đã có những người để nếm được cái pháp lạc của sự ngồi.
ngồi mà không mong cầu, không có cái mục đích gì hết. Tại vì ngồi tức là an toàn, là an trú. Ngồi tức là an trú và an toàn. An trú tức là ở đó một cách rất là an ổn. Tiếng Anh dịch là peaceful dwelling, peaceful being. Còn an tọa là peaceful sitting, tức là ngồi yên, ngồi yên thôi, ngồi yên thôi. Và ngồi yên là một cái nghệ thuật rất lớn. Ở sông thường chúng ta có cốc ngồi yên. Ngồi yên là dịch từ chữ an tọa, ngồi yên thôi. Và ngồi như vậy không có cái mục đích gì cả, mục đích thành Phật, mục đích đạt tới giác ngộ, mục đích này, mục đích kia. Tại vì nếu chúng ta ngồi với một mục đích, tức là chúng ta đang chạy, chứ không phải là đang ngồi, đang chạy, đang tìm cầu. Mà tìm cầu là cái gì? Tìm cầu là một cái chuyện mà chúng ta đã từng làm trong bao nhiêu triệu kiếp vừa qua rồi. Chúng ta luôn luôn đi chạy, chạy đi kiếm một cái gì nữa. Trong bao nhiêu kiếp xa xưa, chúng ta đã tất tả, lao đao, lần lần, chạy đi tìm một cái gì đó. Và bây giờ tới chùa, được thầy trao cho cái phương pháp gọi là chỉ quán đa tọa. Con hãy ngồi yên, con đừng đi tìm cái gì nữa. Cái đó gọi là chỉ quán đa tọa, just sit, ngưng lại, con chỉ cần ngồi thôi. Và ngưng lại như vậy không phải là chuyện dễ. Ngưng lại như vậy phải có rất nhiều tuệ giác mới có thể ngưng lại được. Simply stop. Trong số chúng ta có nhiều người xuất thân từ nhà nghèo, con nhà nghèo. Chúng ta thấy bố mẹ chúng ta làm việc rất là nặng nhọc. Đầu tắt mặt tối, làm việc quanh năm suốt tháng, hở ra một chút, có một chút thì giờ rảnh, thì là kiếm ngay một cái việc nào đó để làm. Không cho hai cái tay nó nghỉ ngơi. Không cho cái đầu nó nghỉ ngơi. Và cứ như vậy mà đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác, nhìn thấy mà thương. Dù cho có được một cái ngày nghỉ hay là một vài giờ đồng hồ nghỉ mà cũng không có khả năng nghỉ ngơi. Tại vì nó quen rồi. Nó quen, quen làm, quen làm á. Ở ngoài Bắc á, cái người đó là hay làm, hay làm, tức là làm việc suốt ngày không có ngừng nghỉ, thì đó gọi là một cái tánh tốt, không bao giờ ngưng được. Và cái tập khí đó nó đã kéo dài không biết bao nhiêu là đời, từ đời ông cố cho đến đời ông nội, đời ba đến đời mình là con mình cũng vậy. Nó thành ra một thói quen. Và chúng ta không còn có cái khả năng ngồi yên nữa. Không làm gì nữa. Và vì vậy cho nên ngồi yên là một chuyện rất khó. Chúng ta mong ước làm sao để cải thiện đời sống, cải thiện cái hoàn cảnh. Chúng ta mong ước làm sao để cho cái kiến thức của chúng ta càng ngày càng lớn, càng cao. Vậy vậy cho nên không làm thì học, không học thì làm.
và không từ chối một cơ hội nào để xây dựng tương lai. Xây dựng tương lai, đó là một cái câu nói rất là có ma lực quyến rũ. Ta làm vì ta làm vì con cháu của ta. Ta thương cho nên ta đánh đầu tư vào tương lai. Và cũng vì vậy cho nên hầu hết tất cả mọi người trong chúng ta đều không có cái khả năng dừng lại và an trú. Cho nên ngồi xuống để không làm gì hết là một cái cách mạng lớn, một cuộc cách mạng lớn, một sự chống đối lớn, chống đối với cái khuynh hướng ngàn đời, chống đối luôn với cái xã hội. Tại vì xã hội đang chạy, đang quay trong chóng, và riêng chúng ta thì chúng ta muốn chống lại cả về thời gian, cả về không gian. Chúng ta muốn dừng lại, ngồi yên. Nếu trong khi thiền tọa mà quý vị còn tranh đấu, còn lao động, thì quý vị chưa có thể nếm được cái pháp lạc của sự ngừng lại. Nếu không ngừng lại thì cha ta chưa thực sự thực tập được định. Và nếu chưa có định thì cái bông hoa tự giác nó còn chưa nở. Cho nên phải làm thế nào để mà dừng lại được. Do đó cho nên mới có câu chỉ quán đa tỏa, you only need to sit. Và có nghĩa là không tìm cầu gì nữa. Có thể chúng ta rất yêu mến đạo Bụt. Chúng ta muốn lập một cái thiên đường để quy tụ các bạn tu tới ngồi thiền. Ta đứng ra chủ trì một cái trung tâm thiền tập và ta làm đủ mọi cách sử dụng cái tài năng của chúng ta để thành lập cái thiền đường đó. Chúng ta có thiền đường, chúng ta có bàn thờ, chúng ta có cái chuông, chúng ta có lư hương, chúng ta đã khuyên nhủ được một số các bạn bè cùng tới ngồi với chúng ta ở trong cái thiền đường đó. Tất cả đều đầy đủ. Tất cả đều đầy đủ. Chỉ còn thiếu một cái là ta có thể ngồi trong cái thiền đường đó hay không? Hay là ta vẫn tiếp tục làm sao cho cái thiền đường này nó đẹp hơn lên một chút, nó lớn hơn lên một chút và có nhiều người tới hơn một chút? Đó là một ví dụ thôi. Quý vị có thể là không nghĩ tới cái thiền đường, nhưng mà quý vị đang nghĩ tới cái chuyện khác nó tương đương với cái thiền đường. Quý vị còn đang ở trong sự tìm cầu, đang muốn phát triển, đang muốn làm cho hay hơn bây giờ. Và vì vậy cho nên quý vị không dừng lại được. Mà không dừng lại được thì không thể nào nếm được cái mầu nhiệm của sự sống, thấy được và tiếp xúc được cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Cho nên tất cả cái bí quyết của sự thực tập là nằm ở chỗ dừng lại, dừng trong tư thế ngồi, dừng trong tư thế nằm, dừng trong tư thế đi. Tuy là chúng ta đang đi, nhưng mà chúng ta đã dừng lại. Còn tuy rằng người đó đang ngồi, nhưng mà người đó đang chạy. Chạy trong cái thế ngồi của người đó. Cái tâm của người đó đang rong ruổi, đang tìm cầu. Và người đó là một người đang chạy, chứ không phải là đang ngồi. Khi chúng ta ngồi, là chúng ta phải dừng lại. Cũng như khi chúng ta đi, là chúng ta phải dừng lại. Và cái sự vững chãi và cái sự thánh thơi nó không thể nào xảy ra được
nếu cái sự dừng lại nó không xảy ra. Cho nên nói rằng thầy chỉ dạy ngừng lại thôi, thầy chỉ dạy thiền chỉ thôi, mà thầy không dạy thiền quán, nói điều đó không được đúng lắm. Tại vì khi mà mình thực sự ngưng lại được rồi thì lúc đó cái tuệ giác mới bắt đầu nở ra. Nhưng mà muốn ngưng lại được thì mình phải có một mớ tuệ giác nào đó, phải thấy được những cái gì đó mới có thể ngưng lại được. Vì vậy cho nên trong chỉ nó đã có quán, trong định nó đã có tuệ. Tuệ là cái gì? Trước hết là mình nhìn lại cái đời của mình và mình thấy rằng trong bao nhiêu kiếp xa xưa ta đã từng rủi rong, ta đã từng tất tạ, ta đã từng chạy, ta đã từng tìm, ta chưa bao giờ dừng nghỉ. Mà thấy được cái điều đó đã là tuệ rồi. Thấy được cái điều đó nơi cha mẹ, thấy được điều đó nơi ông bà, thấy được cái điều đó nơi tổ tiên, và thấy được cái điều đó nơi chính bản thân của ta, tức là đã có tuệ. Và khi mà cái tuệ đó phát sinh ra thì chúng ta có một sự cảm thương lớn. Và do sự cảm thương lớn đó mà ta dừng lại được. Đó gọi là do tuệ mà có định, do quán mà có chỉ. Chúng ta không cần phải thọ giới lớn mới có hạnh phúc. Chúng ta thọ giới sa di hay sa di ni thôi cũng đủ có hạnh phúc. Chúng ta không cần phải đợi đến Tết để xuống tóc thì mới có hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần hội đồng báo tin rằng anh đã được chấp nhận để ngày mùng một Tết xuống tóc là đã có hạnh phúc tràn trề rồi. Và ngày hôm qua khi mà hội đồng chưa họp thì chúng ta đừng có nghĩ rằng hội đồng họp một cái ta mới có hạnh phúc. Tại sao phải hội đồng họp ta mới có hạnh phúc? Tại sao ta ở đây ta không có an hưởng được cái giờ phút hiện tại, ta không an hưởng được bước chân, nụ cười, hơi thở của chúng ta? Nếu ta an hưởng được bước chân, nụ cười, hơi thở của ta thì xuống tóc hay không xuống tóc đâu có quan hệ gì mấy, phải không? Và nếu ta an trú được trong cái pháp lạc của cái thở, cái đi, cái ngồi, đố mà hội đồng không có nói yes cho ta được. Hội đồng chỉ có quyền nói no với ta là khi ta không làm được những chuyện đó. Mà khi ta làm được chuyện đó rồi thì hội đồng không thể nào không nói yes được. Vậy như vậy không? Và vì vậy cho nên đừng có mong cầu, đừng có trông chờ một cái gì hết. Cái quan trọng là có thể an trú được trong giây phút hiện tại. Mà an trú là dừng lại. Vậy thì trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị đừng có nói rằng tôi ngồi như vậy là để làm cái này, để làm cái kia, để thành tựu cái này, để thành tựu cái kia. Không, ngồi chỉ để mà ngồi thôi. Nếu quý vị ngồi được á, thì trong giây phút đó quý vị đã thành Phật rồi. Phải ngồi mà ngưng lại và thấy rằng cái sự thật là mình đang ngồi trong tư thế hoa sen. Trên mặt đất. Và biết rằng mình đang có mặt trong giây phút đó đã là một thực hiện lớn lao, đã là sự thực hiện của một vị Bụt rồi. Ngày mai khi chúng ta gặp tổ tiên của chúng ta, khi mà chúng ta gặp các vị tổ sư, thì các vị tổ sư hỏi: này con, cái hồi mà con đang ngồi trên mặt đất, có khi nào con ngồi yên được chưa? Có hồi nào con an trú được chưa? Và bạch hình như vậy chưa? Con mỗi ngày ngồi 2-3 lần, mỗi lần ngồi cả giờ đồng hồ, mà hình như con chưa bao giờ ngồi hết. Tại vì trong khi ngồi, con tiếp tục con rong ruổi, con chờ đợi. Nhiều khi con chỉ đợi chờ đợi tiếng chuông thôi,
ngày mai mà nếu chúng ta gặp các vị tổ tiên của chúng ta như tổ nhất định mà chúng ta báo cáo như vậy thì chắc chết. Chắc thầy chúng ta thế nào cũng bị sư tổ cạo. Và vì vậy cho nên ngồi thiền là một cơ hội. Ngồi thiền là một cơ hội để dừng lại, để thấy được sự mầu nhiệm của sự sống. Ngồi trong tư thế hoa sen trên mặt trái đất này, biết rằng mình có mặt cho tổ tiên, có mặt cho mình, có mặt cho con cháu. Chỉ ngồi như vậy thôi là đủ rồi. Và nếu ngồi như vậy được á, thì cái thấy càng ngày càng lớn và cái hạnh phúc càng ngày càng lớn. Trong khi chúng ta đi thiền, chúng ta cũng đi như vậy. Mỗi bước như vậy nó làm nên một cái phép lạ. Tại vì tổ sư Lâm Tế, sư tổ Lâm Tế có nói bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Tại sao chúng ta phải thành ông này, phải thành bà kia thì chúng ta mới có hạnh phúc? You are as wonderful as you are. What you want to be, you are already what you want to be. Trong cái bài làm về hạnh phúc thì sư em Định Nghiêm có nói con là sư cô và con rất hạnh phúc được làm sư cô. Con không cần phải làm sư chú, con không cần phải làm thầy, con không cần phải làm sư bà. Nói như vậy là được. Khi mà mình chấp nhận được mình, khi mà mình thấy được cái mầu nhiệm là sự sống nơi bản thân mình và xung quanh mình, lúc đó mình không cần phải chạy, phải tìm, phải rong ruổi nữa và mình an trú được. Khi ngồi thì mình ngồi yên được, khi đi thì mình đi yên được. Nếu ngồi gọi là an tọa thì đi mình gọi là an hành. Khi đi thiền hành, chúng ta đi một cách thảnh thơi, an lạc, gọi là an hành. Và chúng ta có cái cơ hội để thực tập. Mà thực tập ở đây có nghĩa là sống. Thực tập không phải là để làm một cái gì, để trở thành một cái gì. Thực tập là để có thể sống được những cái giây phút hiện thời được dâng hiến cho ta. Vậy thì trong khi ngồi thiền, cái năng lượng gọi là định đó, nó giúp chúng ta ngồi yên được. Ngồi yên được. Và chúng ta cảm nhận được cái pháp lạc của sự ngồi yên. Chúng ta cảm nhận được tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống trong cái giây phút ngồi yên đó. Và vì vậy cho nên, trong khi ngồi thiền, quý vị đừng có lao động quá, đừng có tranh đấu. Cái mục đích của ngồi thiền trước hết là ngồi thiền, và mình phải coi sự ngồi thiền là một cái cơ hội để mình có thể sống 100% cái sự sống của mình trong giờ phút đó. Trong khi ngồi, không có ai có thể sai phái ta làm một cái gì hết. Không ai bắt buộc ta phải trả lời một câu hỏi gì hết. Trong khi ngồi thiền, ta có hoàn toàn tự do để có mặt.
có mặt trên cái gối ngồi thiền của ta. Và cái năng lượng định của chúng ta nó yểm trợ cái người bên cạnh và yểm trợ cho cả đại chúng. Cái phẩm chất của cái ngồi của chúng ta nó có thể làm ra hạnh phúc của tăng thân, cố nhiên là hạnh phúc của riêng ta. Và ngồi thiền là một pháp hội, một cái Dharma Festival. Không có lời nói, nhưng mà đại chúng đến giờ quy tụ và ngồi với nhau như vậy. Ngồi để mình có sự có mặt, để hiến tặng sự có mặt của mình cho tăng thân, cho mình, cho tổ tiên, cho Bụt. Ngồi để đích thực có mặt. Mà muốn đích thực có mặt thì phải dừng lại. Cái chuyện dừng lại này chúng ta có thể thực hiện được bằng nhiều cách. Chúng ta có thể sử dụng được hơi thở. Chúng ta có thể sử dụng được quán chiếu. Nhưng mà bất cứ một cái phương tiện nào mà chúng ta sử dụng, nó đều có cái mục đích là làm cho chúng ta ngưng lại, dừng lại. Và khi đó, không những ta làm cho thân hành chúng ta an tịnh, ta cũng làm cho tâm hành của chúng ta an tịnh, khẩu hành của chúng ta an tịnh. Và sự an tịnh đó đưa lại sự trị liệu, đưa lại sự chuyển hóa. Và cái phẩm chất của chúng ta, phẩm chất của đời sống chúng ta, phẩm chất của cái sự an toàn của chúng ta càng lúc càng tăng tiến. Chúng ta nên trong những buổi pháp đàm chia sẻ với nhau về những cái kinh nghiệm ngồi của chúng ta. Ngồi như thế nào để thấy có cái lạc thọ trong thân, lạc thọ trong hơi thở, lạc thọ trong tâm. Và ngồi một mình cũng như là ngồi với tăng thân, chúng ta phải tạo ra cái lạc thọ đó. Nếu không thì chúng ta đang làm cái việc mà cái ông thầy kia đã làm. Tức là chúng ta đang cầm lên một viên ngói, chúng ta mài viên ngói, chúng ta mài đến ngàn đời, viên ngói nó cũng không có trở thành một cái tấm gương. Chúng ta ngồi và ngồi ở nơi sự nhiệm màu của bản môn, của trình độ, mà đừng có ngồi ở trong hầm tối. Don't sit in the dark. Phải ngồi ở trong cái ánh sáng của thiền đường, của bản môn. Đừng có ngồi trong hầm tối. Cái chủ đề của khóa tu mùa đông này của chúng ta vẫn là chủ đề truyền thống sinh động của thiền tập. Và mùa đông này chúng ta nói đến sự thực tập của làng Mai. Theo cái nguyên tắc, cái đường hướng của sự thực tập ở làng Mai thì cái sự thực tập của chúng ta không nhắm đưa chúng ta về một cái cõi nào mà nó biệt lập, nó xa cách với cái cõi mà chúng ta đang sống ở đây. Nhiều cái cõi đó gọi là tịnh độ hay là cực lạc. Cái nguyên tắc đầu mà chúng ta đưa ra mà rất phù hợp với cái cơ bản của giáo lý Đức Thế Tôn đó, là khổ đau và an lạc nó tương tức.
khổ và lạc nó tương tức. Chúng ta đã có nhiều lần nói rằng cái hạnh phúc mà chúng ta đang tìm cầu, chúng ta đang xây dựng, nó phải được làm bằng những chất liệu không phải là hạnh phúc. Trong đó có chất liệu của sự khổ đau. Chúng ta đã có cái kinh nghiệm về khổ đau, cho nên chúng ta mới có cái cơ hội và cái khả năng tiếp xúc và biết được cái giá trị của hạnh phúc. Điều này chúng ta đã học nhiều lần. Nếu chúng ta chưa từng khổ đau về cái sự không cửa không nhà, thì chúng ta khó để thấy được rằng có cửa có nhà là một hạnh phúc. Nếu ta chưa từng bị đói thì ta chưa có thể biết được cái giá trị của cái hạnh phúc của cái no, mỗi ngày được ăn cơm. Nếu chúng ta chưa bao giờ thiếu cái tình thương yêu thì chúng ta không có thể có khả năng tiếp nhận và trân quý cái tình thương yêu mà bây giờ ta có. Do đó cho nên ai cũng biết rằng cái hạnh phúc là nó được làm bằng chất liệu của đau khổ. Và vì vậy cho nên ta nói rằng thực tập để đi tới, để sinh ra, để đi tới một cái nơi hoàn toàn vắng mặt của khổ đau, mà chỉ có sự có mặt của an lạc thôi, là một điều trong cái thực tập của làng Mai, là một điều vô nghĩa, là một điều không thể có được, là một điều, là một cái ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn biết an lạc là gì, nếu chúng ta muốn tạo dựng an lạc, thì chúng ta phải biết khổ đau là gì, và chúng ta phải biết xây dựng an lạc bằng những chất liệu của khổ đau. Cho nên tìm tới, trông cầu một cái cõi mà nơi đó không có khổ đau, đó là một cái ảo vọng, một cái ảo tưởng không có được. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái sự có mặt của tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ nó chỉ có thể có mặt trên cái căn bản uế độ mà thôi. Có cái chùa ở Hương Cảng, ở đảo Lan Tao, nó tên là chùa Bảo Liên, Bảo Liên Thiền Tử, bây giờ nó lớn lắm. Trước cổng chùa người ta có đề một bài kệ 4 câu. 2 câu đầu là hữu độ tức phi tịnh, câu này hay lắm. Hữu độ tức phi tịnh là nếu nói rằng có một cái cõi đó, có một cõi đất đó, đã gọi là một cõi rồi đó, một cái xứ rồi đó, thì tức là không thể nào tịnh được.
sẽ có một cái cõi, thì cái cõi đó không thể nào tịnh được. Có cái cõi thì tức là có sự sống, mà có sự sống thì phải có tịnh và có nhiễm, không thể nào có tịnh không được. Nếu chúng ta nấu ăn thì thế nào chúng ta cũng có vỏ cà rốt, vỏ cà chua, và để lâu ngày thế nào nó cũng hôi lên, làm sao gọi là tịnh được. Và khi mà chúng ta ăn cơm vào thì 24 giờ đồng hồ sau chúng ta phải đi cầu, nó không thể nào tịnh được, thế nào cũng có những cái bất tịnh. Hễ không có độ thì thôi, hễ có độ tức là có bất tịnh. Vì vậy cho nên gọi là hữu độ tức phi tịnh. Đã có cõi nước ra rồi thì làm sao mình nói là nó tịnh hoàn toàn được. Cái khổ, cái lạc cũng vậy. Cái khổ, cái lạc vậy, nó tương tức với nhau. Ở trong khổ nó có mầm mống có an lạc. Nhờ biết khổ mà ta xây dựng được an lạc. Và trong mầm mống an lạc nó có cái sự khổ cũng như rác và hoa. Như là rác và hoa. Vậy thì thái độ chúng ta rất là rõ ràng. Chúng ta không có ruồng bỏ cái thế giới này để mong ước đi tìm một cái thế giới khác. Một cái thế giới mà trong đó vắng mặt hoàn toàn sự khổ đau, mà thuần túy chỉ có an lạc. Cái thấy đó nó được dựa trên cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Cái tuệ giác gọi là duyên khởi. Có cái gì mà không theo luật duyên khởi đâu. Làm thế nào mà bên trái có mặt nếu bên phải không có mặt? Nếu làm thế nào để bên phải có mặt mà không cần có bên trái? Phải là phải có trái, trái là phải có mặt, trên là phải có dưới, dưới phải có trên. Làm thế nào mà chỉ có lạc mà không có khổ? Vậy thì đi tìm một cái cõi, dù cõi đó gọi là cực lạc thế giới hoặc là niết bàn, nó tách rời ra cái cõi mà chúng ta đang dẫm chân đây, là cái chuyện, là một cái ảo tưởng. Mà cái sự thực tập của làng Mai nó căn cứ trên cái tuệ giác đó, mà tuệ giác đó là tuệ giác của Bụt, tuệ giác tương tức, tuệ giác duyên sinh. Cái này có cho nên cái kia mới có. Không có cái khổ thì không thể nào có cái lạc. Và vì vậy cho nên bỏ khổ tức là bỏ lạc. Vì vậy cho nên chúng ta có cái bài hát là đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. The pure land is right here. Đó là một cái lời tuyên bố. Không những đó là lời tuyên bố mà còn là sự thực tập nữa. Tại vì nó tịnh hay là nó bất tịnh, cái đó nó tùy thuộc rất nhiều ở cái tuệ giác của chúng ta, ở cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta càng tịnh thì cái cõi của chúng ta càng tịnh. Tâm ta càng nhiễm thì cõi chúng ta càng nhiễm. Chúng ta hãy đem ra một cái ví dụ rất là đơn giản. Giả dụ có 1.000 người khắp nơi trên thế giới họ tụ họp về một chỗ. Giả sử cái 1.000 người đó, trong mỗi người nó có những cái giận hờn, những cái thất vọng, những cái ganh tị, những cái nhỏ nhen. 1.000 người mà tập hợp với tất cả những cái đau khổ về tâm lý như vậy thì hãy tạo ra một cái cõi như thế nào? Chúng ta biết rõ ràng họ sẽ tạo ra một cái địa ngục khá lớn. Tại vì 2 người có đau khổ, có tham lam, giận hờn, si mê hợp lại với nhau dưới một mái nhà đã tạo ra địa ngục rồi, huống hồ 1.000 người. Thì chúng ta biết rõ ràng là cái địa ngục hay cái thiên đường
là nó được tạo ra bởi cái tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta có chất liệu của địa ngục nhiều á, thì khi tới với nhau chúng ta tạo ra địa ngục. Cái tâm của chúng ta có tịnh độ nhiều thì khi họp lại với nhau chúng ta tạo ra tịnh độ. Tại làng Mai, mỗi khóa mùa thu hay là mùa xuân, chúng ta có 500, 600 người tới tu học. Và có khi chúng ta có cảm tưởng rằng 500, 600 người quy tụ tại một chỗ mà rất là thanh tịnh. Người nào cũng bước những bước chân nhẹ nhàng, thảnh thơi. Người nào cũng biết theo dõi hơi thở. Và có nhiều người ngạc nhiên đi tới. Có cảm tưởng là đây không có người, nhưng kỳ thực người rất là đông. Và người nào cũng cảm nhận thấy ít nhiều cái sự an lạc, cái sự thảnh thơi. Tại vì những người tới là những người đã có tu và muốn tu nhiều hơn nữa. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta có 1.000 người với một ít thương yêu, với một ít hiểu biết, với một ít vững chãi, với một ít thảnh thơi tụ tập lại một chỗ để xây dựng ra một cái cõi, thì cõi đó thế nào nó cũng có mang tính chất của tịnh độ. Ít nhiều là tính chất của tịnh độ. Rồi cái hoài bão của chúng ta, mỗi chúng ta trong khi tu học là để tạo ra những cái mini tịnh độ đó, cho con người có chỗ nương tựa và bớt khổ. Vậy thì cái thấy đó nó rất phù hợp với cái thấy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là cái tịnh độ là từ cái tâm của mình mà ra, duy tâm tịnh độ. Duy tâm tịnh độ. Cái khuynh hướng của con người thường thường là chán ghét đau khổ. Sống ở cái cõi gọi là ta bà này, nó có rất nhiều khổ đau. Người tạo ra địa ngục cho người, cho nên ai cũng chán cái cõi này. Và những khi mà đau khổ ê chề thì tự nhiên ở trong tâm nó phát sinh ra một cái ước muốn là mình được ai mang tới một cái cõi mà trong đó không có những cái khổ đau, phiền muộn. Một cái nhà thơ tiền triển có nói, tôi không có nhớ tên, hãy cho tôi một tinh cầu giả lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Đi trốn, tại vì thấy cái cõi này đau khổ quá, ưu phiền quá, buồn lo nhiều quá, và mình có khuynh hướng đi tìm cái cõi. Bởi vì vậy cho nên các tôn giáo bán hàng rất là chạy, bán cõi tịnh độ, bán cõi thiên đường, tại vì ai cũng đau khổ, ai cũng chán ngán cái cõi này rồi, và ai cũng mong muốn đi tới cái chỗ đó. Và tới chùa, tới nhà thờ tu tập là để có được một cái vé, một cái vé máy bay và chuyên chở mình tới cái cõi đó, cái cõi mà chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Trong cái tuệ giác của Bụt, khổ đau nó làm ra hạnh phúc. Nếu anh buông bỏ khổ đau thì đồng thời anh buông bỏ hạnh phúc. Cho nên stay where you are, hãy ngồi yên nơi chỗ đó. Và chính ngay trong cõi khổ đau đó mà mình tạo dựng ra được cái hạnh phúc. Chỉ nguyện biến khổ tát vơi, xây miền cực lạc
ở nơi ta bà. Trong cái bài tụng của chúng ta, phòng hộ chuyển hóa nó có mấy câu cho cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh, giờ phút này sông núi chứng minh quý xin đức từ bi tiếp độ. Đó là một lời tuyên bố, đó là một lời cam kết. Mà lời tuyên bố đó, lời cam kết đó, nó phát xuất từ cái tuệ giác là con không đi kiếm một cái niềm hạnh phúc xa xôi nào. Tại vì con biết rằng hạnh phúc chân thực chỉ có thể xây dựng bằng khổ đau. Và vì vậy cho nên trốn tránh khổ đau thì không có thể nào tìm được hạnh phúc. Và con nguyện dùng tất cả những chất liệu khổ đau của cuộc đời này để tạo dựng thành cái hạnh. Đó là một cái tuệ giác. Và cái sự thực tập của chúng ta tại Làng Mai là căn cứ trên cái tuệ giác đó. Tình độ có, nhưng mà tình độ chỉ có bây giờ và ở đây. Niết bàn có, nhưng mà niết bàn chỉ có thể có bây giờ và ở đây thôi. Nó không phải là những cái cõi mộng mơ đâu xa. Khi mà tuệ giác của chúng ta khơi mở thì cái tình độ bắt đầu hiện hiện. Khi mà cái tuệ giác chúng ta khai mở thì bắt đầu cái niết bàn nó hiện hiện và ta tiếp xúc được từ từ với cái bản môn, tức là cái niết bàn. Niết bàn tức là tính vô sinh bất diệt của hiện hữu, mà chúng ta không cần phải đi đâu xa, chúng ta ngồi ngay tại chỗ. Các thiền sư đã nói rằng là muốn đi tới cái cõi không sinh tử, muốn đi tìm cái cõi không sinh tử thì tìm ngay trong cái chỗ có sinh tử. Và tiếp xúc được với cái sinh tử một cách sâu sắc thì ta tiếp xúc liền được với cái cõi không sinh tử. Cái bản môn mà không có tách rời cái tích môn, đó là cái nguyên tắc thực tập ở Làng Mai. Ở Á Đông, nếu chúng ta thực tập và theo tịnh độ tông, nếu chúng ta học hỏi về giáo lý tịnh độ thì chúng ta cũng biết rằng tịnh độ nó nằm ngay ở trong trái tim của chúng ta, gọi là duy tâm tịnh độ. Trong những bức họa người ta vẽ Đức A Di Đà, có những bức họa trong đó Đức A Di Đà phóng quang, phóng ra một lần hào quang, và trong lần hào quang đó nó có một bông sen. Chúng ta ngồi lại, chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ nhận được một cái hoa sen của Đức A Di Đà liệm cho chúng ta. Ta liệm cho ngươi một cái bông sen và ngươi hãy ngồi trên đó, ngươi sẽ sinh ra từ lá sen đó, sen nở thấy Phật. Và Đức Di Đà đã liệm cho mỗi người trong chúng ta một cái đóa sen. Chúng ta hãy tiếp nhận đóa sen đó, sẽ ngồi trong đó. Và chúng ta là một em bé. Trong cái đời sống tâm linh, chúng ta là một cái bào thai, một cái thai nhi được tượng hình trong cái đóa sen đó. Và chúng ta lớn lên trong đóa sen đó. Một ngày nào đó sen nở thì chúng ta xuất hiện như là con của Bụt, như là Thế Tôn. Phổ môn vọng tiếng triều dân, bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền tọa
chúng ta hãy ngồi trong đó xem đó. Đừng có ngồi trên một đống lửa. Chúng ta ngồi trong đó xem đó, biết rằng chúng ta đã được tượng hình như một cái bào thai. Chúng ta đang lớn lên, đó xem chúng ta đang nở. Chúng ta ngồi có hạnh phúc. Chúng ta không cần chạy đi đâu hết, không cần tìm cầu đi đến đâu hết.